toplinkatm.com, bán hàng Boxy Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplinkatm.com. Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Clip ngày nay thì mình sẽ sử dụng cái nick này. Trời ơi, cái nick mới này của mình. Mình sẽ để avatar gái xinh đây. Trời ơi, lại còn tên mèo nữa chứ. Này, như thế này thì làm sao mà không đổ các anh đúng không? Mình sẽ lấy nick này để vào trà trộn giả gái, xem nó như thế nào. Anh em đừng quên cho mình một like nhá. Bây giờ thì mình sẽ tìm trận ở trên kênh thế giới. Ok ok. Có trận luôn rồi anh em đây. Bà này còn hát cái gì đây? Mình sẽ không mở mic được nha anh em. Giả gái mà. Chúng ta chỉ bắn trong im lặng mà thôi. Ui rồi. Còn hát hò này. Chỗ xa này. Resort thôi. Đâu cũng được. Hello, hello tất cả mọi bạn chơi bay nha. Ui rồi, lại còn combo thêm quả gáy vào nữa. Bà ơi, bình tĩnh bà ơi. Như này là giết người đấy. Mọi đường sầu cô tình trời, một câu hát từ nãy giờ. Vãi trưởng ạ. Cô vui chơi chúng tớ sẽ là resort nhá. Có một team anh em ạ. Một team ở nhà ngoài. Đúng rồi, có một team. Nhà cậu. Đây đây, từ từ nào, mình đổi sang cây súng QBZ này cho nó nhiều đạn. Sấy cho nó mượt. Nãy nhảy xuống chỉ có một team thôi, mới bắn nhau kìa. Lick này cũng khá là xịn sò anh em ạ. Cầm gừ level 7. Cây súng mà trước cũng rất là thích. Ui, trên núi, trên núi. Ra bạn. Trên núi, ok ok, thấy rồi, thấy rồi. Đẩy dần xa anh em ạ. Hello. Hai team à? Ủa hai team rồi. Hai team rồi. Mình cứ nghĩ là một team chứ, nhưng mà hai anh em ạ. Từ từ đã. Chúng ta không vội được. Tầm đầu game cũng căng lắm. À vẫn còn táp à? Ủa sấy kìa. À được rồi. Mình sẽ vòng đi. Mình sẽ vòng lên trên cái đồi đầu bên trên này để bắt thanh niên này. Đây đây. Vòng lên trên này là quá hợp lý rồi. Quả này là kiểu gì bắt được. Ui, tôi xong rồi. Rồi. Bạn nữ bị Thảo ơi là Thảo. Bị bế đi rồi. Thôi xong. Hát hò. Vẫn còn à? Ok ok ok. Đây đây, hình như nó ở chỗ cái tường ở đây. Hát hò cho lắm vào Thảo ơi. Hát hò cho lắm vào Thảo ơi. Ủa? Vẫn là thằng nóc à? Có thằng ở đâu? Ui lia luôn ạ. Đấy ra hả? Tay to vậy. Mình không cần phải làm gì luôn anh em ạ. Rồi. Là chị ra. Nó gạt mất kia rồi. Bạn nữ ở trong team rồi. Đài. Ao à? Ôi trời ơi. Ôi còn đang nói chuyện với cả em ạ. Rồi số 4 chết rồi. Em không hiểu à? Toàn chị chết rồi. Đúng rồi. Chị em mà ra đi rồi. Bây giờ mà mình mà bỏ được mic lên là mình sẽ bảo bạn ấy hát đấy. Tội gì đúng không anh em? Nhưng mà clip này chúng ta không thể mở mic được. Mở mic cái là lộ ngay. Quà tạt bốc xem có người không. Anh trai số 3 hình như tay to lắm anh em. Một mình là cứ đâm thẳng. Ôi, có tiếng. Chỉ là con boss thôi. Làm hết cả hồn ạ. Cái súng là đồ chơi thôi. M4 băng đâu. Trời ạ, M4 qua bot cam luôn à. Chạy nãy giờ không gặp người luôn anh em. Có người này. Lại là một con boss nữa. Trời ạ, ăn từ nãy giờ hai con boss rồi. Từ đầu game đến giờ mình chưa làm được cái gì luôn. Ui có người, có người. Có người. Không, ui có người. Ui ôi. Ông kia nốc nhanh thế. Mình sấy như thế mà vẫn bị ông ấy ăn mất luôn anh em. À rồi. Ngoài bên ngoài ạ. Hello anh trai. Nằm rồi. Tên. Có một tên nằm. Nằm gì bạn ơi. Đây đây. Trèo lên đây này.
Ui mic ông kia vang kinh khủng luôn đấy. Nhiều khi mình cũng chả nghe tiếng gì luôn đấy. Nằm đâu nhở? Không thấy. Tôi thấy. Ừ, bình tĩnh ơi, bình tĩnh lúc chia tiền anh ơi. Sao lại không? À đây rồi. Chạy đi đâu bạn ơi? Mẹ nó nằm ngoài bờ rào mà tôi trên đồi bắn mình nữa. Vai thật đông thế. Tự dưng ở đâu vào lại nắm người thế. Bình tĩnh lúc chia tiền anh ơi. Ủa sao mình đứng đây mà nó sấy kinh vậy? Ui đạn găm tường này. Có cái gì đó sai sai ta. Đằng sau có tiếng. À định công vào à? Định công vào à? Ui ôi lại bót ạ. Thế là tính ui bên trên đồi kia nó bắn mình kìa. Tính ra là mình ăn 3 mạng boss 1 mạng người à. Được nhất tôi đổi cái AK bằng vui nào. 3 mạng boss 1 mạng người. Nó chạy kìa, nó chạy kìa. Trên đồi á, hơi khoai nhờ. Trên đồi này nghe vẻ nó hơi khoai rồi. Mấy anh trai ơi. Tầm này, ui. Cái này thì nhìn làm sao được mà bắn rồi anh em. Không được rồi. Mình phải tìm góc khác thôi. Ở mã trên kia thì làm sao mà ăn được kia kìa. Chỗ gốc cây kìa. Anh em thấy không? Mình thấy rồi này. Ý sời. Mình chả làm gì được nó luôn ấy. Ngoài bo rồi. Ui bên trái có thằng bắn luôn này. À được rồi. Thôi sang chỗ ông này đi. Chỗ này mình không làm gì được. Sang đến nơi thì đồng đội mình cũng chết luôn ạ. Đây đây trên đồi này. Mình phải chạy đường này thì mình mới vào được bo. Bị thằng nằm gần nó. Do anh đen thôi. Ôi, bên trên có tiếng anh em ơi. À, có một bạn trong chòi hết. Sơi nét đi bạn ơi. Trên đầu người nó chạy trước mắt chú bác. Đây rồi. Rồi chết luôn ạ. Tên cuối cùng của cái team cũng không phải. Nếu mà bảo là cái team này ở trên đồi bên kia thì cũng không phải đâu anh em. Đây team cuối thằng trong nhà. À, team cuối thằng trong nhà. Có tiếng chân nữa này. À quên lại, có tiếng chân, có tiếng súng ở bên khu nhà. Lại có một bàn chân nặng lẽ. Tầm này mà đi vào đây là ngon rồi. Đâu hết rồi không biết, tự dưng im hẳn như này rất là sợ luôn anh em. Đi khu nhà đấy sao? Không biết đâu mà lần đâu. Mình phải đi cẩn thận chứ. Tầm này bo nhỏ trong san hốc này thì dễ hoảng lắm anh em. Sơ xuất một tí thôi là bốc hơi ngay. Bạn nữ không thấy hát hò nữa rồi. Tập này thì còn hát hò cái gì nữa. Ui ơi. Một tên này. Có người. Đông. Nhiều tiếng chân luôn. À trên đầu mình này. Một tên nữa này. Có một tên ở trên đầu này nữa. Có người. Đây rồi. Knock 3 rồi. Còn một ông nữa đâu? Kia rồi. Đâu rồi? Gốc cây trước mặt. Đây rồi. Rồi có lia luôn ạ. Nằm nhẹ 4 thanh niên luôn. Tay to thế à, chưa lại. Tay to thế à? Mình là con gái đấy. Nữ thí chủ tay to lắm. Tay to bằng chân. Đi lừa tình thì thôi rồi. Bên này vẫn còn nhiều tiếng súng lắm anh em. Thế là mình, ui, mình cũng tưởng mình được ít kill chứ. Thế là hốt chọn bộ một team cái là lên luôn. Lung linh là lên luôn. Tầm này. Thế là còn bao nhiêu? Còn 11 tên nữa cơ. À, bên kia có người. Đâu đấy? Trong nhà á. Đây rồi, nghe rồi. À. Nào thò ra bạn ơi. Thò ra bạn ơi. Không thò ra nè. Toang luôn ạ. Đồ cỏ. Đồ cỏ chúng tôi này. Ui, ông này cũng skin mà 4 băng xong rồi AK các thứ luôn. Trên đồi này. Trên đồi có tiếng quăng bom nhau này. Bây giờ lại sương mù này nữa chứ. Hơi khó anh em ạ. Các bạn ơi, cho chúng tớ top 1 đi. À đồ, thấy trên này này. Mấy bạn ấy đang vã nhau. Đây rồi.
có một bàn chân đáng lẽ này. Ngồi đây mà toang nét nè. Tớ ở đây cơ mà. Trời ơi, bạn ý vẫn đang ngồi cầm bom ạ. Thế là có hai team, một team mình phơ rồi. Ui, đồng đội tay to thế. Phi lên ăn luôn ạ. Được mạng nào là xào luôn mạng đấy à. Tiếng chân này. Ui ôi, đồng đội mình làm hết luôn. Đây này, dưới này vẫn còn quăng nết à. Hello các bạn. Tầm gần cứ cầm AK cho nó gọn lẹ anh em ạ. Nghe vẻ nguy hiểm thế nhở. Được chân. Ui ôi, đông luôn, đông luôn, đông luôn. Sao mình thấy kiểu gì mà một tên bốc hơi vậy. Nóc 1 rồi. Bình tĩnh lúc chia tiền này. Nóc 1. Nóc 1 rồi, nóc 1 rồi. Tặng cho bạn trai nét này. Ui ông kia. Đồ má ba lô. Ui, quả nét của mình ăn luôn này. Con thằng cuối. Còn thằng cuối gì? Anh lên này, máu thế. Rồi rồi, ngồi im ngồi im. Cứu đi, cho nó cứu đi. Nó đang cứu rồi. Đang cứu. Ngồi im. Tên này cứ để mình lo. Không có thằng kia là ăn mẹ tay mày rồi. Thôi ông cứ tính ăn hẳn người ta. Bạn cứ tính ăn hẳn người ta. Ui, bò này. Làm cái gì bạn ơi? Ui bạn ơi, bạn làm thế thì mình chết bạn ơi. Còn một tên nữa. Rồi đồng đội mình lên làm luôn rồi. Làm cỏi luôn tên này. Xong luôn. Quá xịn sò luôn. Đi nhà cũng lên nữa. Bạn này bắn cũng ghê lắm anh em. Ui, trong nhà. Rồi ok, thế là còn hai người nữa thôi. Top 1 rồi. Công nhà. À đây rồi. Yếu lắm rồi. Công nhà các anh em ơi. Bắn đi phải. Đây. Công luôn. Chạy về đâu khi cơn mưa tới? À. Vào trong phòng nhà rồi. Đúng không? Vào trong cái phòng nhỏ ạ. Trong phòng nhỏ luôn. Úi giời ơi, nào bước ra. Ui, còn đang xé băng đít ạ. Còn đang xé băng đít. Hello anh trai. Hai thằng trong đây luôn ạ. Trời ơi. Còn xe băng đít cái tầm này thì chết à, luôn ạ. À. 15 kill. Easy luôn anh em. Ok. Thì clip của mình cũng dừng lại ở đây thôi. Anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like nhé. Làm nhẹ 15 kill thôi. Không biết là suy nghĩ của các bạn này như thế nào. Anh em nhớ comment ở phía bên dưới nhé. Hẹn em những clip tiếp theo. Bye bye.